Việt Nam tạm công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia vùng lãnh thổ. Nóng, khởi tố giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn. Covid-19 tại Hà Nội ghi nhận 8 F0 liên quan đến các tỉnh có dịch. Sân Mỹ Đình cho phép đón 12.000 khán giả vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Việt Nam lên tiếng về dự luật Mỹ trừng phạt Trung Quốc vì Biển Đông. Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Việt Nam tạm công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia vùng lãnh thổ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hoàng cho biết, theo tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ vào ngày 1 tháng 10 về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Hiện nay, Việt Nam đang tạm công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng hay hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia. Vùng lãnh thổ đã được các quốc gia và vùng lãnh thổ này giới thiệu chính thức từ Bộ Ngoại giao. Theo đó, những người này mang giấy tờ sẽ sử dụng trực tiếp tại Việt Nam và giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế về rút ngắn thời gian cách ly đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc mắc COVID-19 như đã khỏi bệnh. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng về việc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho lao động, chuyên gia, nhà đầu tư và một số đối tượng đặc thù khác. Và mục tiêu phát triển, Bộ Ngoại giao cũng đã tham khảo ý kiến của các bộ ngành địa phương về những vướng mắc và kiến nghị có cấp thẩm quyền điều chỉnh các quy định bổ sung xét duyệt cho người nước ngoài nhập cảnh theo hướng bổ sung hộ chiếu, giấy chứng nhận tiêm chủng vào thành phần hồ sơ của quy trình cấp thị thực, giảm thời gian xử lý hồ sơ và tăng cường phân cấp hơn nữa cho các bộ ngành. Nóng Khởi tố giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, 54 tuổi, nguyên giám đốc, chủ tịch hội đồng mua sắm tại bệnh viện Tim Hà Nội. Hiện nay là giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Đảng, 45 tuổi tại Bắc Ninh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Nga cũng đã bị khởi tố với tội danh tương tự. Cơ quan chức năng cáo buộc ông Tuấn cùng một số cán bộ bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan có vi phạm trong đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế. Điều này làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh. Ngày 21 tháng 10, sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quy định và lệnh đúng quy định pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và các cá nhân liên quan. Covid-19 tại Hà Nội ghi nhận 8 F0 liên quan đến các tỉnh có dịch. Thêm 12 F0 được ghi nhận tại Hà Nội trong ngày 21 tháng 10 đều là các trường hợp đã được cách ly. Theo Sở Y tế Hà Nội, phân bố các ca dương tính theo chùm ca bệnh chung các bệnh liên quan đến các tỉnh có dịch 8 ca, chung hô sốt thứ phát 3 ca, chung liên quan đến bệnh viện Việt Đức 1 ca. Thông tin mà em không được ghi nhận như sau: chung các ca bệnh liên quan đến tỉnh có dịch 8 ca, các bệnh nhân có địa chỉ tại Hà Đông, Trương Mỹ, sóc sơn, gia lâm, đống đa, nam từ liêm, hoàng mai, cầu giấy. Trong đó có 4 bệnh nhân là người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai trong ngày 14 đến 19 tháng 10. Bên cạnh đó, có 4 bệnh nhân là F1 của các ca bệnh đã được ghi nhận trước đó. Ngày 20 đến 21 tháng 10, các bệnh nhân được xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Chủ ho sốt thứ phát 3 ca là các bệnh nhân đều có địa chỉ tại Kim Trung, Đông Anh, là nhân viên y tế làm việc tại khoa hồi sức tích cực của một bệnh viện trên địa bàn. Ngày 18 tháng 10, các bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ có kết quả dương tính. Chủ liên quan đến bệnh viện Việt Đức ghi nhận 1 ca là bệnh nhân nam, sinh năm 1997, địa chỉ tại Phú Lãm, Hà Đông. Bệnh nhân là nhân viên tại nhà ăn bệnh viện Việt Đức, ngày 3 tháng 10 được chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 20 tháng 10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư là 4.137 ca. Trong đó, số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.606 ca. Số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.531 ca. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 10 năm 2021. Theo đó, đội tuyển Việt Nam tụt từ vị trí 95 xuống 98 khi chỉ còn 1,222,9 điểm. Thứ hạng đi xuống do tuyển Việt Nam phải chịu hai thất bại trước Oman và Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 trong tháng 10. Trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tụt hạng trong tháng 9, từ 92 xuống 95 do ảnh hưởng từ kết quả của vòng loại World Cup. Vị trí 98 thế giới hiện tại là hạng thấp nhất của tuyển Việt Nam trong vòng 2 năm qua dưới thời huấn luyện viên người Hàn Quốc. Theo bảng xếp hạng tháng 10 năm 2021, tuyển Việt Nam không còn nằm trong top 15 đội mạnh nhất châu Á với vị trí thứ 17. Tuy nhiên, đội tuyển áo đỏ sao vàng vẫn giữ vị thế ở một số 1 Đông Nam Á khi hơn tuyển Thái Lan 19 bậc và lần lượt xếp trên Philippines, Myanmar, Malaysia, Singapore. Trong tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng loại World Cup thứ ba với đối thủ mạnh gồm Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Nếu nhận thêm thất bại, Quang Hải và đồng đội nhiều khả năng tiếp tục tụt xuống trên bảng xếp hạng thế giới và văng khỏi nhóm 100 đội mạnh nhất. Theo bảng xếp hạng tháng 10 năm 2021, đội tuyển Bỉ vẫn đứng đầu, các đội mạnh như Brazil, Tây Ban Nha, Pháp và Italy đều thắng tiến. Ở khu vực châu Á, Iran đứng đầu với vị trí 22 thế giới, xếp đó lần lượt là Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và Qatar. Việt Nam lên tiếng về dự luật Mỹ trừng phạt Trung Quốc vì Biển Đông Tại họp báo Bộ Ngoại giao vào chiều ngày 21 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hoàng cho rằng các quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Trước tin, Ủy ban Thượng viện Mỹ duyệt dự luận trừng phạt Trung Quốc. Bà Hằng khẳng định, lập trường nhất quán của Việt Nam là các quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của những quốc gia ven biển, biển. Vào ngày 20 tháng 10, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép cấm vận các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc vì những hoạt động liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dự luật cho phép cấm các cá nhân tập thể, thực thể của Trung Quốc tham gia nỗ lực của Bắc Kinh nhằm áp đặt yêu sách biển và lãnh thổ quá mức tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Cũng trong buổi họp báo vào chiều ngày 21 tháng 10, phản ứng của Việt Nam về sự cố tàu ngầm Mỹ ở Biển Đông, bà Hằng cho biết hải quân các nước khi hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định nhằm bảo đảm an ninh và an toàn trên vùng biển. Bà hàng nhấn mạnh, chúng tôi được biết về thông tin này, Việt Nam cho rằng mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định của công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và các quy định thông lệ liên quan khác. Trước đó, hải quân Mỹ cho biết tàu ngầm USS Connecticut thuộc lớp Seawolf đã va chạm với một vật thể vào ngày 2 tháng 10, khiến 11 thủy thủ bị thương. Tuy nhiên, lò phản ứng hạt nhân của tàu ngầm không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường. Sau đó, tàu ngầm Mỹ đã cập quân cảng Guam để kiểm tra và đến nay Mỹ vẫn chưa cập nhật thêm thông tin liên quan. Dạp chiếu phim có thể hoạt động trở lại ở địa bàn dịch cấp độ 1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó, Bộ đã đưa ra một số hướng dẫn cho các đơn vị về việc đón khách du lịch, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ được hoạt động căn cứ vào cấp độ dịch. Thứ nhất, hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị phải giảm 30% số lượng đại biểu theo kế hoạch được phê duyệt đối với địa bàn có dịch. Tương tự, giảm 50% đối với số lượng đại biểu trên địa bàn dịch có cấp độ 3, đồng thời giảm quy mô và thay đổi hình thức theo diễn biến của dịch bệnh. Địa bàn dịch có cấp độ 4 dừng các tổ chức hoạt động. Thứ hai, hoạt động lễ hội phải giảm 30%, số lượng đại biểu theo kế hoạch đối với địa bàn có dịch cấp độ 2, địa bàn có dịch cấp độ 3 thì chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức hoạt động hội. Thứ ba, hoạt động của thư viện, dạp chiếu phim, địa điểm văn hóa nghệ thuật giảm 50% số lượng khách đối với địa bàn có dịch cấp độ 2 và giảm 70% khách đối với địa bàn có dịch cấp độ 3. Các di tích, bảo tàng thì chỉ đón tiếp nhận đoàn tham quan không quá 20 người và hướng dẫn viên đã tiêm ít nhất một liều vaccine Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2, địa bàn có dịch cấp độ 3 chỉ tiếp đón các đoàn tham quan không quá 10 người một đoàn. Thành phố Hồ Chí Minh, người đàn ông rơi từ tầng 19 chung cư xuống tử vong sau khi uống bia một mình. Ngày 21 tháng 10, cơ quan công an quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra một vụ người đàn ông rơi từ tầng cao xuống tử vong. Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, người dân sống tại khu chung cư trên đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Nghe tiếng động mạnh ở khu vực giếng trời, khi chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông khoảng 35 tuổi nằm bất động đã tử vong. Nhận được tin báo, cơ quan công an quận Tân Phú đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đến kháng nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, trước cùng ngày, người này vào chung cư rồi lên tầng 19 ngồi ăn uống một mình. Sau khi phát hiện nạn nhân tử vong, lực lượng chức năng ghi nhận tại khu vực tầng 19 có một số vỏ lon bia và đồ ăn thừa, tàn thuốc lá. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân không phải cư dân hiện tại tại chung cư. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sân Mỹ Đình cho phép đón 12.000 khán giả vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Trong chiều ngày 21 tháng 10, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định cho phép trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản diễn ra tại sân Mỹ Đình ngày 11 tháng 11 tới sẽ được phép đón khán giả. Theo đó. Ban tổ chức được phép mở cửa cho 30% khán giả so với sức chứa 40.000 chỗ ngồi của sân Mỹ Đình. Như vậy, sẽ có khoảng 12.000 khán giả có thể vào sân của vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. Cùng với đó, thành phố Hà Nội cũng cho phép sân Mỹ Đình đón lượng khán giả tương tự trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ả Rập Xê Út vào ngày 16 tháng 11, không vượt quá 30% số ghế của sân. Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu cụ thể đối với các quy định cho khán giả vào sân buộc phải đảm bảo hai quy định bắt buộc tiêm đầy đủ hai mũi vaccine, xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính trong vòng 72 tiếng trước trận đấu và thực hiện nguyên tắc 5K khi vào sân Mỹ Đình. Trước đó trong sáng ngày 20 tháng 10, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã họp chuyên môn liên quan đến công tác tổ chức hai trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 trong tháng 11 tới. Theo đó, đề xuất đón người hâm mộ tới sân cổ vũ trực tiếp của VFF không được thông qua do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội không được chấp thuận. Nghịch súng tự chế, đối tượng vô tình bắn chết dựa Ngày 21 tháng 10, Văn phòng điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Phụng, 22 tuổi, ngụ tại xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hát, 41 tuổi, ngụ cùng tại địa phương. Theo cơ quan công an, khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 10, nguyễn minh phụng cùng bạn đem theo súng tự chế súng hơi đến nhà ngoại của phụng ở xã cầu khởi để bắn chim tìm không thấy chim nên phụng và bạn đã đi về trên đường về cả hai đi ngang qua nhà anh nguyễn văn hát là dựa của phụng nên ghé vào chơi tại đây phụng thấy anh hát đang nằm ngủ trên võng nên cầm súng đi lại đùa giỡn. phụng chĩa súng về phía anh hát và kêu anh hát đứng yên nhưng súng bất ngờ cướp cò và bắn súng vào sườn trái của anh hát làm anh hát bị thương ngay sau đó anh hát đã được đưa đi, đi bệnh viện nhưng đã tử vong. Phát hiện bé trai 5 tuổi cùng bố chết trong tư thế treo cổ Chiều ngày 21 tháng 10, Công an huyện Minh Long đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ hai cha con chết trong căn nhà khóa kín. Nạn nhân là anh DVR, 29 tuổi, thái xã Thanh An cùng con trai 5 tuổi. Theo thông tin ban đầu, anh D và vợ là chị DTT xảy ra mâu thuẫn nên chị T đã về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Sau nhiều lần được hòa giải, chị T và anh R vẫn quyết định sẽ ly hôn. Ngày 20 tháng 10, chị T ở nhà mẹ ruột, thì R cầm dao xông vào nhà, rượt đuổi, hành hung. R đã khống chế ép buộc chị T không được ly hôn. R còn đe dọa, nếu chị T ly hôn thì sẽ giết chị rồi cùng con tự tử. Có hoảng sợ, chị T tìm cách thoát thân rồi trình báo cho chính quyền địa phương để được hỗ trợ. Vào trưa ngày 21 tháng 10, cơ quan công an xã Thanh An đã đến nhà anh R để tìm hiểu, giải quyết sự việc theo đơn trình báo. Khi thấy cửa đóng kín, cùng lúc đó, một người dân địa phương nhìn qua cửa sổ và phát hiện anh Đờ và con trai đã treo cổ, nghi là tự tử. Mọi người hốt hoảng phá cửa, đưa cho con anh Đờ đi cấp cứu, nhưng cả hai đều đã tử vong. Đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Bắt tạm giam người phụ nữ về từ thành phố Hồ Chí Minh liên tục có hành vi gian dối. Ngày 21 tháng 10, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bắt tạm giam Nguyễn Thị Luyến để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người. Theo tài liệu điều tra, ngày 23 tháng 8, Nguyễn Thị Luyến biết rõ thành phố Hồ Chí Minh là vùng đang có dịch COVID-19 và đang áp dụng chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn tìm cách đi xe khách từ đây về Hà Nam. Quá trình di chuyển về nhà, Luyến không tuân thủ các quy định về cách ly y tế, không đến cơ quan y tế, chính quyền địa phương để khai báo y tế theo quy định mà đi tìm nhà trọ thuê để ở. Khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm COVID-19, thì Luyến đến một phòng khám trên địa bàn xã Duy Tiên để làm xét nghiệm. Trong quá trình khai báo y tế để làm xét nghiệm, Luyến đã khai báo gian dối đến từ Nam Định. Trong khoảng thời gian khi Luyến về Hà Nam, đến ngày 24 tháng 8, người phụ nữ này đã được xác định dương tính SARS-CoV-2, đã tiếp xúc với gần 75 người. Luyến sau đó đã được đưa đi cách ly, điều trị tập trung. Các cơ quan y tế ở nhiều địa phương vì sự thiếu ý thức của luyến mà phải áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch làm phát sinh chi phí hàng trăm triệu đồng. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem tới cuối bản tin của chúng tôi. Nếu thấy hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Kính chúc quý vị khán giả hạnh phúc, bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.